Tập 48. Hoàng đã. Phụ vương, còn có lời muốn nói. A Bình, có gì đợi sau khi cử hành đại lễ xong hẳn nói. Xin người nghe con nói đã. Thực ra cái gì? Thực ra hầu gia, hầu gia, lùi xuống hết cho ta. Tuyên Dương Dương quả nhiên gan dạ hơn người. Ngài không sợ Xích Vân ta đột nhiên nổi điên giết người sao? Chắc những người ở đây ai cũng không ngăn nổi ta đâu. Xích Vân, ta biết là ngươi là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, ân quán trên chiến trường, nên tính toán hết trên chiến trường đi. Tuyệt đối sẽ không làm những hành động hèn hạ như vậy. Hôm nay là ngày đại hỷ của Tuyên Dương ta và Quyền Bục. Nếu như đã tới đây thì chính là khách quý. Mời. Nếu vậy thì ta không khách khí nữa. Quyền Bục không bóp cầu kiến. Quyền Mục Khôn Bốc tới tặng quà chúc mừng. Khôn Bốc tướng quân có quà gì để mừng vậy? Thần nguyện đầu quân cho bệ hạ hiếu trung với Tuyên Dương. Khôn Bốc tướng quân, ngươi nói thật chứ? Khôn Bốc một thân một mình tới Tuyên Dương, sao có thể giả được chứ? Quân lấy quốc sĩ báo ta, ta sẽ lấy quốc sĩ đãi quân. Tuyên Dương nhất định sẽ không bạc đãi tướng quân. Tướng quân mời đứng dậy. Chúc mừng bệ hạ có được bản tướng. Tuyên Dương, Xích Vân, Đạt Túc, còn nhớ những gì mẫu thân dặn con không? Đi đi. Túc Túc, Túc Túc, đa tạ Túc Túc. Thank you.
Nếu con bé là con của ta, ta sẽ là nam nhân hạnh phúc nhất trên thế gian này. Đi với ta đi. Chuyện huynh làm lần này ta rất cảm kích. Ta dùng thân phận Dương Phi hứa với huynh, phần ân tình này Lăng Vân vĩnh viễn sẽ không quên. Nạc Túc, cáo biệt Thúc Thúc đi con. Thúc Thúc, thượng lão bình an. Hôn sự của đại ca đã thành. Những ngày con rời khỏi Lăng Vân cũng đã quá nhiều. Hôm nay con tới để cáo từ phụ vương. Nhanh như vậy đã về rồi sao? Có phải bên phía Dục Thần có thay đổi gì không? Phụ vương yên tâm, đại ca không sao. Thương thế của đại ca hiện giờ đang chuyển biến tốt dần. Như vậy thì tốt. Sau khi con về nói với đại ca, không cần phải vội, dưỡng thương cho tốt rồi tính sau. Nếu như có biến quá gì, lập tức truyền tin cho ta. Dạ, nhi nữ thay đại ca tạ ơn phụ vương. Từ sau khi con gả cho Lăng Vân, lần nào cũng vội đi vội về, phụ vương muốn gặp con một chút cũng khó. Lăng Vân đã có thành luân, ta tin mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sau này không có chuyện gì, hãy nhớ thường xuyên về thăm ta. Dạ, con biết rồi thưa phụ vương.
Khung Bốc bái kiến Trưởng Dân Cơ. Trưởng Dương Cơ, còn nhớ ta là Trưởng Dương Cơ, tại sao lại tự quyết định đầu nhập Tuyên Dương? Hồi điện hạ, Khung Bốc không hề đầu nhập cho Tuyên Dương. Thần đời này chỉ có một tín nhiệm, chính là bảo vệ dương tộc Quyền Mục. Nếu như bây giờ dòng dõi dương tộc của Quyền Mục cũng đã đến Tuyên Dương rồi, vậy thì thần tự nhiên cũng phải đến. Vậy Quyền Mục phải làm sao? Nếu ngày nào đó Trưởng Dương Cơ trở về Quyền Mục, thần tự nhiên cũng sẽ quay về. Khung Bốc tướng quân, ý thần đã quyết. Trưởng Dương Cơ không cần nói nữa. Nếu thực sự giống như muội vừa nói, có lẽ phụ dương đang rất quan tâm tới thương thế của đại ca, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có khi nào là phụ dương đã cảm nhận được gì rồi không? Không đâu, chuyện này tứ ca cứ yên tâm. Đại ca bị trọng thương là chuyện ai cũng biết. Hơn nữa về linh lực còn liên quan tới cả trời và đất. Một khi linh lực tổn thất, phải điều dưỡng mười mấy năm là chuyện bình thường. Hiện tại phụ dương lo lắng cho thương thế của đại ca như vậy, chỉ sợ là đang muốn truyền lại ngôi cho đại ca. Làm sao mà muội biết được? Tâm tính các gì phụ dương đã biết rõ trong lòng bàn tay. Cho dù quỷ nế ngụy trang thế nào cũng khó chiếm được lòng tin của phụ dương. Cộng thêm lần này liên hôn với Quyền Mục, sau lưng đại ca đồng nghĩa có thêm sự ủng hộ của cả tộc Quyền Mục. Còn ở trong Tuyên Dương đã không còn ai có thể ngang hàng với đại ca được nữa rồi. Đúng vậy, nếu như đại ca còn sống, nhất định sẽ là người phù hợp nhất tiếp nhận ngôi Tuyên Dương Dương. Bây giờ nói chuyện này cũng vô ích. Đúng rồi tứ ca, sau khi muội đi, đặc biệt là huynh, nhất định phải cẩn thận. Chỉ cần các vị còn sống, Triều Dân Điện phải luôn luôn đề phòng. Nếu có chuyện gì lập tức báo muội biết ngay. Cho dù muội đang ở nơi nào, muội cũng sẽ quay về liền. Yên tâm đi A Bình, tứ ca tuyệt đối sẽ không để muội thất vọng đâu. Rượu này đích thực cũng coi như rượu ngon tuyệt thế, mùi vị rất ngon. Nếu Hưng Mang tướng quân thích loại rượu này, ta sẽ sai người tặng 10 giò rượu tới phủ của ngài. Đông tướng quân hôm nay mời ta tới đây không phải là chỉ để mời ta uống rượu thôi chứ? Có việc gì cứ nói đi. Được, vậy thì ta không vòng vo nữa. Hôm nay ta mời ngài tới đây chủ yếu là muốn thương lượng với ngài đại sự liên quan tới sinh tử tồn vong của Quyền Mục ta. Đại sự liên quan tới sinh tử hay sao? Không sai. Trưởng Dương Cơ hiện tại được gả tới Tuyên Dương, từ nay Dương Cơ chính là Dương Tử Phi của Tiên Dương, Thường Hy nhậm chức chấp chính. Có điều đàn ta là một tiểu nha đầu không hiểu chính sự, đàn ta làm sao có thể gánh vác nổi trọng trách này đây? Thường Hy quả thực là hơi trẻ tuổi. Có điều có chúng ta hỗ trợ, hẳn là có thể ổn định cục diện Quyền Mục. Vậy tương lai thì sao? Tương lai Quyền Mục Dương đời tiếp theo nên để ai làm đây? Đương nhiên là trưởng tử của Trưởng Dương Cơ. Chỉ có huyết mạch của Trưởng Dương Cơ mới là dương tộc Quyền Mục chính thống. Hưng Mang tướng quân, ngài cũng thật là cổ hủ quá. Chúng ta cứ bất chấp đứa trẻ này sinh ra có năng lực hay không sao? Ta hỏi ngài, đứa trẻ sắp được sinh ra này, tương lai nó rốt cuộc là mang họ Tuyên Dương hay là thuộc họ Quyền Mục? Đương nhiên là... Đương nhiên là họ Tuyên Dương. Một người mang họ Tuyên Dương kế thừa dương vị của Quyền Mục ta, không phải khiến người trong thiên hạ chê cười sao? Vậy theo ý của tướng quân, chúng ta phải liên thủ khởi binh đuổi Thường Hy làm chủ Quyền Mục Sơn. Tới lúc đó chúng ta có thể cùng giao quản Quyền Mục, thậm chí có thể phản kích Tuyên Dương, đòi lại dùng lãnh thổ đã bị mất của chúng ta. Tuyệt đối không được. Thường Hy đã chấp chính, con của điện hạ Trưởng Dương Cơ kế thừa dương vị, đây là điều trước lúc điện hạ đi đã quyết định. Huống chi tất cả các đại thần đều đồng ý rồi. Ngài nói đứa trẻ này họ gì, chúng ta có thể thương lượng với Tuyên Dương, nhưng người có thể kế thừa chức Quyền Mục Dương
phải là huyết mạch chính thống của Dương tộc Nguyên Mục ta. Hưng Man tướng quân, lẽ nào chúng ta phải trơ mắt ra nhìn Tuyên Dương dùng thủ đoạn này đốt trọn Nguyên Mục sao? Ta từng phát thề tận trung với Nguyên Mục Dương, chỉ có Trưởng Dương Cơ Điện Hạ mới là huyết mạch cuối cùng của Nguyên Mục. Nếu như ban đầu không phải ngài phản đối Trưởng Dương Cơ kế thừa dương vị, bây giờ người sớm đã là Nguyên Mục Dương rồi. Tuyên Dương sao có thể đưa ra chuyện liên hôn được? Bất luận thế nào, tướng quân cũng không muốn liên thủ với ta. Ta luôn tận trung với Dương tộc Nguyên Mục. Nếu như ngài lên làm Nguyên Mục Dương, so với chuyện Tuyên Dương tiêu diệt Nguyên Mục và Tuyên Dương Dương làm chủ Nguyên Mục thì có gì khác biệt? Tốt, nếu như ngài không đồng ý thì cứ bỏ đi. Có điều ta phải nhắc nhở ngài, những lời hôm nay chúng ta nói chuyện, ngài tốt nhất không được tiết lộ ra ngoài, bằng không ta không biết sẽ có hậu quả thế nào đâu. Trong phủ Mạc tướng còn có một số việc quan trọng cần phải làm, không thể ở lại lâu. Cáo từ. Bảo bối của ta cuối cùng cũng về rồi. Còn có Tuyên Dương chơi có vui không? Chơi không vui, chơi không vui. Cái người tên Lạc Nghêu kia cứ ăn hiếp con, còn một người giả là phụ thân tới lừa con nữa. May mà có Thúc Thúc Áo Đỏ đánh bại phụ thân giả dạng mới cứu được con ra ngoài. Sau đó con mới biết là người phụ thân giả kia lại là một bạch hồ ly xinh đẹp, có tới 9 cái đuôi lận. Nặc Túc thấy không, cửu dĩ bạch hồ và biến hóa nhất thế gian, bất kể linh lực cao cường thế nào đều không nhìn ra được quyển thuật của hắn. Sau này Nặc Túc lớn lên nhất định phải đề phòng cẩn thận, đừng để mắc lừa hắn. Con sẽ không sợ đâu, có phụ thân và Thúc Thúc Áo Đỏ bảo vệ con. À, đúng rồi, cái này Thúc Thúc Áo Đỏ tặng cho con đó. Ca ca Lạc Nghe cũng muốn có được nó, nhưng mà con không cho huynh ấy đâu. Con giữ nó cẩn thận nha. Đây là đuôi của cửu dĩ bạch hồ, dù chỉ là một đoàn nhỏ nhưng rất nhiều người đều ao ước muốn có. Hoàng Dược, đưa Dương Cơ đi chơi đi. Dạ Dương Thượng. Hai người cũng lui xuống. Dạ. Dạ. Rốt cuộc Tuyên Dương đã xảy ra chuyện gì? Các vị thừa cơ bắt cóc Nặc Túc, lấy Nặc Túc uy hiếp ta, ép ta nói ra chuyện của ta và Xích Dân. May mà Xích Dân tới kịp lúc cứu được Nặc Túc mang về. Cũng may là nhờ Xích Dân. Còn một chuyện nữa, Khùng Bốc tuyên bố trước mặt mọi người quy thuận phụ Dương ta. Khùng Bốc sao? Dù sao cũng là trung thành với Quyền Mục, sao lại quy thuận Tuyên Dương? Ta nghĩ chắc là bởi vì dân tan tỉ tiện. Có lẽ là vậy. Khùng Bốc là mãnh tướng trung thành, chỉ tiếc rằng không phải là người của Lăng Dân. Nhược cương bất quy cốc. Xích Chân đại dương, ta nhận được mật báo, binh mã dưới trướng Đồng Tranh liên tục điều động, đồng thời đang thu thập nhiều lương thảo. Ta cảm thấy Đồng Tranh muốn thừa cơ dân tan rời khỏi Quyền Mục phát động binh biến. Đại dương, chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta không cần phải làm gì hết. Không làm gì hết sao? Lúc trước ta đã hứa với dân tàn không giết Đồng Tranh, nhưng hắn hại ta nhiều lần, thậm chí suýt nữa hại chết A Bình. Ta rất hận hắn. Một khi hắn phát động binh biến tấn công Quyền Mục Sơn, ta sẽ có đủ lý do để giết chết hắn, cũng coi như không làm trái lời hứa với dân tàn. Vậy chúng ta cứ ngồi yên chờ biến. Hưng Mang tham kiến Điện Hạ. Thần tới không kịp thông báo, xin Điện Hạ tha tội. Không sao, tướng quân có việc gì? Dương Cơ, thần
vừa biết được một tin quan trọng nên mới vội vàng tới đây báo cho Dương Cơ. Đồng Tranh tướng quân rất có thể sẽ phản bội Quyền Mục, binh biến mưu phản. Gì chứ, tại sao hắn lại làm vậy? Quyền Mục không bạc đãi hắn, hai đời Quyền Mục Dương đều có đại ân với hắn, sao hắn có thể lấy oán báo ân chứ? Dương Cơ, bây giờ ngươi nên thông báo cho Sích Dân đại nhân biết, chuẩn bị ứng phó kịp lúc. Hương Mai, làm bằng hữu bao nhiêu năm như vậy mà ngươi dám phản bội ta, hãy trách cho bản thân ngươi đã quyết định sai lầm. Dương thượng, Dân Tàn đã được gả sang Tuyên Dương, mà ngay cả Khôn Bốc cũng đầu quân cho Tuyên Dương. Tuyên Dương đang ngày càng mạnh rồi. Khôn Bốc đầu quân cho Tuyên Dương sao? Chuyện này đáng tin được không? Đây là Khôn Bốc sau khi Chục Thần và Dân Tàn kết hôn đã tuyên bố công khai. Tuyên Dương đang mạnh dần lên. Thái Trọng, ngươi cảm thấy chúng ta nên xử lý quan hệ với họ ra sao? Nên duy trì liên minh, âm thầm làm suy yếu họ, hay là triệt để đầu quân cho Tuyên Dương? Dương thượng, theo Di Thần thấy, hiện tại Tuyên Dương nhìn có vẻ mạnh, nhưng lại không có thực lực thống nhất thiên hạ. Bởi vì Dương thượng dường như đã quên một người. Ý ngươi là Xích Dương? Đúng vậy. Hiện tại quần hùng thiên hạ có thể tranh phong với Tuyên Dương Dương chỉ có Xích Dương. Hơn nữa mấy năm trước Quyền Mục tuy bại, nhưng mà thuộc hạ của Xích Dương tổn thất rất nhỏ. Càng huống chi Xích Dân còn có cả tộc Dược Cương ủng hộ. Mấy năm nay phối hợp với Dân Tăng khôi phục thực lực Quyền Mục, hiệu quả thấy rõ. Nếu một khi Xích Dân quyết tâm phản công Tuyên Dương, vậy thì ai giành phần thắng cũng chưa biết được. Điều ngươi nói đúng là có lý. Nếu nói như vậy, chúng ta nên tiếp tục đứng nhìn. Dương thượng anh minh, nhưng mà thần vẫn còn lo một chuyện. Đó chính là sau khi Quyền Mục Dân Tăng gả cho Tuyên Dương Dục Thần, con trưởng của họ rất có khả năng khiến thế cục thiên hạ có thay đổi lớn. Nhiều năm sau nữa, nếu như hài tử này thuận lợi kế ngôi Dương vị hai tộc, khiến hai tộc nhập thành một, tới lúc đó sợ là Lan Dân chúng ta sẽ... Thái Trọng, ngươi yên tâm, chuyện ngươi nói tuyệt đối không bao giờ xảy ra. Dương thượng, không cần hỏi nhiều, cứ tin ta là được. Dạ, thần đương nhiên là tin Dương thượng. Vậy thần không cần phải lo nữa rồi. Hôn sự này cuối cùng cũng thành rồi. Nhưng liệu giấu được bao lâu chứ? Tối đa 4-5 năm, tối thiểu cũng 1-2 năm. Đại ca lâu như vậy mà không lộ diện, ngày đại hôn cũng không xuất hiện. Hiện tại lời đồn bên ngoài đã sớm truyền đi rồi, chúng ta cũng không cản được, chỉ đành đi bước nào thì tính bước đó thôi. Đại tẩu! Đại tẩu! Đại tẩu, làm sao vậy? Tẩu mau đứng lên đi. Đứng dậy đi. Chị Nhược, Diệt Ly, Dân Tàn mới gả đến Tuyên Dương được mấy ngày mà đã nghe tin dữ. Mong hai người làm chủ cho ta, đòi lại công bằng. Rốt cuộc có chuyện gì? Muội muội Thượng Hy của ta bị Động Tranh giết chết rồi. Cái gì? Tại sao Động Tranh lại làm như vậy? Thượng Hy vừa nhận bản tin của Hương Bang, nói Động Tranh chuẩn bị binh biến đoạt lấy ngôi vị Quyền Mục Dương. Không ngờ Động Tranh lại xuất hiện, không do dự liền giết chết Thượng Hy và Hương Bang. Binh biến? Trước khi chết đi, Thượng Hy dùng mật thuật nói cho ta biết, bây giờ ta đã là Dương Tử Phi của Tuyên Dương, dưới tay không binh không tướng. Mong hãy chị cậu xin Tuyên Dương giúp ta, hãy làm chủ cho ta, báo thù rửa hận. Đại tẩu yên tâm, bây giờ đại tẩu đã hoàn hôn với đại ca rồi, thì chính là người nhà của ta.
bọn ta nhất định sẽ không ngồi yên không quản. Bây giờ ta sẽ đi cầu kiếm phụ dương, thay đại tẩu đòi lại công đạo. Diệt Ly, nàng hãy đưa đại tẩu về phòng nghỉ ngơi đi, đợi tin tức của ta. Chàng mau đi đi, ta sẽ dìu đại tẩu về nghỉ ngơi. Đại tẩu, nhớ chú ý sức khỏe một chút. Đại nhân, rốt cuộc kẻ nào to gan như vậy, ngay tại Tử Kim Đỉnh dám thích sát Thường Hy điện hạ và Hưng Mang tướng quân? Ta xem vết thương của Hưng Mang, một chiêu mất mạng, có tàn dư quả linh lực, xem ra hung thủ hoàn toàn không muốn dùng tinh lực để che giấu. Giết được bọn họ cùng lúc, cả đại quan này chẳng có mấy người đâu. Lại tàn nhẫn như vậy, khả năng làm việc này cao nhất chỉ có một người. Đồng Tranh. Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm gì? Có nên lập tức tới phủ của Đồng Tranh bắt hắn không? Muộn rồi. Mấy ngày trước hắn đã tập hợp xong tất cả thuộc hạ, lúc này e đã rời khỏi Quyền Mục Sơn rồi và đang được đại quân bảo vệ. Không cần vội, trận thì nhất định phải đánh. Các ngươi hãy mau chuẩn bị đi, sẵn sàng ứng chiến. Rõ. Đi đi. Rút. Lão đồng, ta xin lỗi ông. Nhiều năm qua ta làm không tốt, ta không bảo vệ được Quyền Mục. Bây giờ Hạo Hứa chết rồi, Quyền Mục quốc đã mất gần một nửa lãnh thổ, ngay cả Thường Hy cũng chết rồi. Ta đã phụ lòng giao phó của ông. Nhưng mà ta hứa với ông, ta thề có chết cũng bảo vệ con dân Quyền Mục. Cái chết của Hạo Hứa ta sẽ không quên, cái chết của Thường Hy ta cũng sẽ không quên. Cho dù phải trả giá bằng cả tính mạng, ta cũng sẽ báo thù cho bọn họ. Phụ Dương, Phụ Dương, không hay được Phụ Dương, xảy ra chuyện rồi. Vội vội vàng vàng như vậy, còn ra cái thể thống gì nữa? Nhi thần tham kiến Phụ Dương. Quyền Mục có biến rồi, Thường Hy bị Đồng Tranh giết chết rồi. Cái gì? Không hay rồi, Đồng Tranh muốn động binh biến, cướp đi đại quyền Quyền Mục. Phụ Dương anh minh, có lẽ là như vậy. Con biết được tin này ở đâu? Là đại tẩu. Tẩu ấy nói là trước khi chết Thường Hy đã truyền tin. Dân tàn, Dục Thần vẫn chưa quay lại Quyền Mục xảy ra chuyện, đúng là thiệt thòi cho nó rồi. Đại tẩu vừa gả cho Tuyên Dương, Thường Hy đã bị Đồng Tranh giết chết.
Đây rõ ràng là không hề nể mặt Tuyên Dương ta mà. Hơn nữa, chúng ta và Quyền Mục Dương đã đồng ý với nhau sẽ để cho trưởng tử của đại ca và đại tẩu kế thừa Dương vị hai tộc. Nếu như Đồng Tranh trở thành Quyền Mục Dương, không chỉ kế hoạch này bị phá vỡ, e là Quyền Mục cũng sẽ nhanh khai chiến với Tuyên Dương. Cho dù là ai lên làm Quyền Mục Dương có tấn công Tuyên Dương ta hay không, con không cần phải lo. Sợ là Đồng Tranh thực sự gây nên binh biến phản loạn, vậy thì Quyền Mục sẽ rơi vào cảnh binh quan mã loạn, rất có khả năng sẽ biến thành nơi xác chất đồng quan tử thương vô số. Năm đó khi ta vẫn là tộc trưởng của một tộc nhỏ, bên cạnh có một tộc rất lớn, tướng quân phản loạn, tử thương chục vạn người. Trong thời gian chỉ có vài năm, cả đại tộc đó biến thành đồng quan, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Phụ vương, nhi thần xin được ra trận tiêu diệt Đồng Tranh. Dân tan được gã tới Tuyên Dương, không thể để con bé chịu ấm ức một cách vô ích. Nhưng nếu con dẫn binh một mình, ta cảm thấy không yên tâm. Như vậy đi, con và Triệt Ly dẫn theo thuộc hạ của Nguyên Hải Hùng và quân Thiệp Hà cùng tổng tiến công vào Quyền Mục, diệt trừ phản loạn Đồng Tranh. Nhưng mà con cũng cần phải chú ý động tĩnh của Xích Dân. Nếu như hắn án binh bất động thì tốt, nếu như hắn liên thủ với Đồng Tranh để tấn công chúng ta thì nhớ hãy lập tức rút khỏi Quyền Mục, không được cố đánh. Dạ phụ vương, như thần đỉnh mệnh. Đại tổng, Diệt Liên. Sao rồi, phụ vương nói sao? Phụ vương đã đồng ý cho xuất trận thảo phạt Đồng Tranh. Vậy thì hay quá, có thể đòi lại công bằng cho đại tẩu rồi. Đa tạ hai chị. Mọi người đều là người nhà, cho nên tẩu không cần đa lễ. Tẩu cứ yên tâm đi, lần này ta nhất định trừng trị Đồng Tranh, báo thù cho tỷ. Chỉ là ta lo ngại Xích Dân sẽ liên thủ với Đồng Tranh gây bất lợi cho chúng ta. Để yên tâm, Xích Dân vẫn luôn hận Đồng Tranh suýt nữa giết chết A Mịch, tuyệt đối không có khả năng này. Ta sẽ truyền tin cho huynh ấy, nói rõ ý đồ của đệ. Được, có lòng tin của đại tẩu là ta yên tâm rồi. Ừ. Đại nhân, Đồng Tranh đã kéo quân tới gần Tuần Sơn rồi. Ta nghe tin tức từ dân tàn, Tuyên Dương Dương đã phái Triên Dược và Diệt Ly đối phó với Đồng Tranh. Quân của Thiệp Hạ tộc cũng hành động rồi. Thiệp Hạ tộc mạnh nhất chính là tộc Độ. Ta đoán hai người họ chắc chắn sẽ dùng sấm chớp tập kích. Tướng quân nói rất đúng, chỉ là trước mắt chúng ta nên làm thế nào đây? Dân Tang không muốn ta đối phó Triên Dược, ta cũng không hề có ý định này. Vậy thì cứ mặc họ đánh nhau với Đồng Tranh đi, chúng ta ngồi yên quan sát. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta bảo toàn được sức lực, nếu như Đồng Tranh mà thắng, chúng ta hẳn ra tay tiêu diệt cũng chưa muộn. Thứ cần chuẩn bị vẫn nên chuẩn bị. Đồng Tranh giết hại Thường Hy là việc sai lầm nhất hắn từng làm. Chắc hắn không lường được việc bị Tuyên Dương Dương thảo phạt. Đồng Tranh phen này thực sự là quá quắt rồi. Đồng Tranh, dù Triên Dược không giết nổi ngươi thì ta cũng sẽ báo thù rửa hận cho Thượng Hy. Chàng nhìn đi, ở đây, cả ở đây nữa, nhất là ở địa hình này, góc đông nam nơi Quyền Mục và Tuyên Dương tiếp giáp, nơi đây đồi núi trập trùng, trong mắt toàn dân của Đại Quang đây là rãnh trời không thể nào đi qua được. Nhưng mà ở tộc Thiệp Hà chính là nơi núi nối liền núi, nam nhân ở Thiệp Hà 7-8 tuổi là có thể trèo cùng dượng khỉ rồi. Vậy nên lợi dụng điểm này, ta nghĩ có thể hành động bất ngờ đánh úp đối phương. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta sẽ chia một dạng tộc nhân Thiệp Hà thành nhiều phần nhỏ, chia thành 10 nhóm, ẩn nấu trong núi sâu biển rộng, vượt qua những sơn mạch trước nay chưa ai từng vượt, lẻn vào nơi mà Đồng Tranh đóng quân, Tuần Sơn. Sau đó tập hợp với 200 tướng sĩ Dương tộc đã cưỡi ngựa lẻn vào trước đó, phối hợp với 3 vạn quân chủ lực Tuyên Dương tấn công trực diện. Chỉ có điều... Có điều gì? Vượt qua nhiều núi cần phải tiêu hao thể lực vô cùng lớn. Như vậy liệu có mệt mỏi quá không? Có cần để họ nghỉ ngơi thêm hay không? Tuyệt đối không được. 200 tướng sĩ Dương tộc còn có thể, nhưng nếu muốn một vạn tướng sĩ Thiệp Hà ẩn náu, đó là chuyện không thể.
Chúng ta vượt đồi núi chính là để tấn công bất ngờ, không cho phòng bị. Được rồi, cứ làm như vậy đi. Được. Chàng xem, tới lúc đó chúng ta sẽ ở đây. Ở đây và cả bên này nữa. Đại quân tộc Thiệp Hà đột nhiên biến mất vô tung, e là đang đột kích từ một vị trí không ai ngờ tới. Tuần sơn nhiều núi xếp vòng tròn, nhìn có vẻ kiên cố vững chắc, có thể ngăn cản đại quân của Thiệp Hà bên ngoài. Nhưng một khi phía sau bốc cháy, sẽ hình thành thế đóng cửa đánh chó. Xem ra trận này Đồng Tranh ắt bại rồi. Bẩm tướng quân, chúng ta bị Thiệp Hà tập kích rồi, tổn thất nặng nề. Trả lại, chúng ta đã mất khả năng kiểm soát với tình hình xung quanh. Hạ lệnh toàn quân trấn thủ Tuần Sơn, báo với các tướng lĩnh khác bố trí theo kế hoạch. Rõ. Tiên Dương Dương, việc của Quyền Mục ta từ lúc nào liên quan tới ngươi vậy? Tại sao ngươi phải đối đầu với ta? Được lắm, vậy ngươi cứ chờ đó đi, sớm muộn gì ta bắt ngươi phải bồi thắng. Diệt Liên, Diệt Liên, có chuyện gì khiến chàng gấp gáp vậy? Đồng Tranh đã quyết định đầu hàng rồi. Thật sao? Đúng vậy, không ngờ sức chiến đấu của Thiệp Hà tộc lại mạnh tới như vậy. Phối hợp với ba dạng chủ lực của Tuyên Dương, đánh bại quân đội của Đồng Tranh hết sức dễ dàng. Phen này chúng ta có thể về nhà sớm rồi. Đã đi lâu như vậy rồi, ta cũng rất nhớ Lạc Nghiêu. Phải đó, đi, chúng ta mau truyền tin cho phụ dương đi. Phải báo cho người biết tin vui này. Được, đi. Đi. Liệt Dương. Tỷ tỷ. Để sao vậy? Tâm hồn để đi đâu rồi? Thật kỳ lạ, dường như ta cảm thấy sự bất thường của địa khí. Địa khí bất thường, như vậy nghĩa là sao? Phượng Hoàng Nội Đan của ta thuộc hệ quả, tương thông với quả linh trong thiên địa. Bỗng dưng ta cảm thấy, ở vùng đất xa xôi, lửa ngầm đột nhiên dấy động dị thường, giả lại còn hết sức kịch liệt. Nếu không ta đã không thể cảm nhận được từ xa rồi. Nếu vậy, chắc quả sơn bộc phát thôi mà. Quả sơn. Liệt Dương.